đây và em ơi chị chào cảm ơn chào mừng người trên channel của mình. Mình là Si đâu có chứng ngại. Hồi nãy mình quay video giờ mình quay tiếp tại vì quay video mới vui lắm mà mọi người. Mình chỉnh cái camera. Camera có thể nhìn được. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn những con mình đã giữ được khoảng 2 ngon. Của hai hết đó. Con này là của ai? Ok, giờ mình sẽ review bắt đầu khúc xàm xí nha. Đầu tiên là con thứ hai. Nó có một cái chất gì đó nhưng nó có thể bẻ. Và nó có thể bẻ ra, có thể mấy cái chân dài được. Và nó có cái này nữa. Thì có thể gắn vào đây. Mà mọi người biết gì không? Dạ thì á, cái con này nó bị mất cái này nè mọi người. Nhưng bọn mình có thể, nhưng bọn mình á có thể cái này nè ráng vô đây à, các bạn thấy có cái nút đen đen này không? Để mình chỉ nha. Đây. Các bạn không thấy thì mình sẽ cho nó kêu cái tiếng nha, kêu cái tiếng của mình không mà. Đi chơi cái chưa nghe tiếng rồi đó mọi người. Dạ mình sẽ gắn cho nó mấy hình nha mọi người. Ok, đây là con nhân vật phụ trong phim đó, nhưng nó cũng là nhân vật chính tại nó là người giúp khủng long là khởi kích rồi. Bơ khủng long. Ok, giờ bắt đầu ráp thôi. Anh ơi, mình sẽ báo cáo mọi người có một series mới nha. Ok, mình sẽ báo cáo một cái video mới đây nha. Giáo sư Kem, giáo sư sáng chế, tên là Kem Lego mọi người. Kem giáo sư sáng chế Lego. Đó là series mới nha mọi người. Mọi người nhớ đón chờ ngày mai hay là thứ bảy hay là ngày chiều nay sẽ có nha mọi người. Ngày mai các bạn nhớ nha. Ngày mai là mình sẽ ra tập 3 của Si chơi máy điện tử nha. Ê mọi người, khi mà nghe tiếng còn ngầu hơn. Đây là con hướng nhất của mình. Và mình sẽ lấy gì hơn em mình review nha. Rồi, rớt đồ mọi người. Thấy thế mà kết quả đã trúng cấp gần nhất cho đến nay là vẫn là nhận đầu ẩn dật No Soul Select. Tôi tập hợp nha mọi người. Mình sắp xếp này. Mọi người, mình sẽ làm một video nha mọi người. Video này là hoặc là hôm nay. Hôm nay hay là ngày mai. Giờ này hoặc là chiều nay nha mọi người. Đúng rồi, chiều nay hay là những ngày khác. Hai mình có bận gì không thì mình không biết nữa. Nên mọi người nhớ ấn like để bọn mình có thể ra những video cực hay và cực hài hước nha. Đây, đã có hai con khác nữa. Thì một con này mình sẽ review trước. Mình làm xong một mình em về chơi nha mọi người. Mình sẽ review nha. Ok, đây là con robot thứ hai đó mình review. Đây, những cánh tay cực. Ở đây là trong rồi đấy, nhưng mình không biết là ở quán gì luôn. Mình đã quên cái quán đó đã cho mình rồi. Thì đây là người ta là cực đẹp nha. Đó, thì khi mà bọn mình gạt này nè, không thấy nha. Ok, bắt đầu là cái con này. Đây, để mình quay ngưng. Nó y chang cái con cách hình. Thực sự nó là cách hình đó phiên bản bự nha. Tiếp theo là con này. Cái này các bạn thấy có 6 mối y chang Eren không? Eren thì cũng trong bộ phim Titan. Thì hai con này, một con là trong siêu nhân, một con này là trong bung bắp
thương Boom Bobby và con này là trong Iron ở trong phim Avenger. Đây thì đây là toàn bộ, nhưng mà chưa ngay cái cuối cùng để mình review cho các bạn. Nếu các bạn muốn đón những thứ gì, mình sẽ đếm của con, các bạn có đếm được không nha. Mình sẽ gợi ý các bạn đón một cái cây phước mà dài tới mức mà mấy số không số không tiếp đến. Nó sẽ đi tìm bằng được những người kia với vận tốc chóng mặt có thể lên tới hơn 100 km/h. 30 cm, nó có màu cam. Các bạn đón nó, bạn nghe tin nó chưa? 1 2 3 ok, đã hết. Đây cây hước, đây cây hước nha mọi người, chép lắm dương à. Ok, thấy được rồi chưa? SCP-173 được biết đến là tạo vật thường thì phải thuộc đô thị. Khi con quái vật này có khả năng tấn công nhớ, còn nhanh hơn cả SCP-096 đấy nhé. Theo như mình tìm hiểu được thì SCP-173 đầu đất quá. Vì nhân sự và vùng quản thúc mọi người nhớ ứng kênh của mình và để mình làm những video cực hot cực hài hước nha, nhưng mình muốn quay phim. Nguồn gốc của SCP này đến nay chưa được xác định. Nó được làm từ bê tông và thiết kế có vết sơn phun của thương hiệu Clydon. SCP-173 thì cực kỳ manh động và hung dữ. Nó sẽ không thể di chuyển nếu quái đó ra tiếp trực tiếp bằng mắt. Nhưng nhân sự được yêu cầu của bộ quản thúc của 173 phải được hướng dẫn khách sạn. Ôi, chào, chào tôi bay, chào tôi bay. Ôi, chào mấy người anh em của tôi. Tôi đã quay trở lại với channel của cái hàng kem, cái hàng xi rồi đây. Mày là con tướng bao giờ mà giết tụi bay hả? Anh ơi, hãy đi. Nãy giờ nó giỡn chứ mình nó đỡ mình xuống nó. Em không có làm gì đâu. Mày là trong tim nó, tao sẽ giết mày. SCP-173 Bobby thật lâu. Cũng hề Bobby đã được tổ chức và phát hiện. Tuy mà họ tìm thấy chương trình truyền hình của ông mang tên là cũng hề Bobby, có ký hiệu là SCP-993. Được biết, các nạn nhân trẻ em tiếp xúc với cá thể SCP-993 này tao sẽ chém mày cũng chết. Người hai đàn côi. Thú vị nha. Khá khá thú vị nha. Thì đang coi nhưng mà khá khá thú vị. SCP. Thằng nào quấy tao chém nó hết. Chết rồi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh của mình. Và
hãy nhớ nha, nhớ bấm chờ series giáo sư kèm rất kèm giáo sư sáng chế ngươi luôn nha. Giờ mình chép nó tiếp đây. Ok, bye bye, rồi mình chép nó tiếp nha.